Kinh văn: Chiếu ở phương đông tới trời Aka Nicha tán rằng. Đây là ý thứ hai, tức là chiếu cảnh một thế giới là một tam thiên giới, chiếu một vạn tám ngàn thế giới Phật, chỉ chiếu phương đông, vì từ Tây vực trở về đông là trên, biểu thị cái ý. Kinh Pháp Hoa chỉ độ cho hạng có căn cơ đại thừa Phật tính, chẳng độ cho các hạng khác, nên chẳng chiếu nơi khác. Ví như mặt trời mọc trước tiên chiếu vào cao nguyên, mặt trời Phật cũng thế, trước tiên chiếu soi hạng căn cơ đã chín, cho nên nêu phương đông ra, đó là có ý nghĩa biểu trưng vậy. Trong chính Pháp Hoa cũng chiếu phương đông, không hề có lời văn nào nói chiếu nơi khác. Vạn là số đầy đủ, tám là số chẳng đủ. Biểu thị, đây nói về nhất thừa là chân thực, là đầy đủ. Thể hiện nhị thừa kia chỉ là quyển tích chẳng đầy đủ. Thêm nữa, vạn tượng trưng cho muôn đức của Bảo Sở Niết Bàn. Tám tượng trưng bát chính đạo là xe châu của Bồ Đề, vì hai thể đó đều là nhất thừa. Kinh này sắp thuyết, kinh này làm cho người mà nghe đến tột bậc thì được viên thành, cho nên chỉ chiếu thế, chẳng tăng chẳng giảm. Dưới chiếu địa ngục có nghĩa là nơi nào có khổ thì đều cứu vớt. Trên tới tận trời có nghĩa là khuyến khích nơi đã sướng vẫn cầu đạo nhất thừa. Ánh từ bi của Phật rộng khắp, hễ đâu có duyên thì đều soi tới. Chúng sinh ở địa ngục tuy không tới hội, tuy không có tâm dung dự, tâm chuẩn bị tiếp thu, nhưng cũng chiếu tới để họ khỏi khổ. Tiếng Phạn A Tỷ Trí ở phương đây gọi là vô gián, vì trong tám địa ngục đây là thấp nhất, bị khổ không ngừng nên gọi là vô gián. Tiếng Phạn Nại Lạc Ca ở phương đây gọi là khổ khí, còn gọi là bất khả lạc, còn gọi là phi pháp hành xử, tức là tạo phi pháp hành xử ở khắp mọi nơi, nay gọi là địa ngục. Đó là gọi theo nơi căn bản to lớn mà thôi. Tiếng Phạn A Kani Sát Đế ở phương đây gọi là chất ngại cứu cánh. Aka có nghĩa là chất ngại, Ni Sát Đế có nghĩa là cứu cánh. Gọi Akani đó là gọi sai. Đây là đỉnh hữu hình của sắc cứu cánh thiên, là nơi hào quang có thể tới được, chẳng chiếu vô sắc giới vì ở đó không có xứ. Chữ mị có nghĩa là như chữ vô, không không có, bàng chiếu một vạn tám ngàn cõi, bao quát cả năm nẻo ở trên ở dưới, không đâu không khắp. Chấn động chỉ ở thế giới này nhằm thức tỉnh riêng những kẻ có duyên, phóng quang chiếu tới một vạn tám ngàn cõi. Đó là để thể hiện rõ quyền thực, cũng như hào quang chiếu ra, năm nẻo đều được soi. Nhưng những kẻ có duyên tập hội nghe kinh chỉ ở bốn nẻo. Kinh văn: ở thế giới này tới chúng sinh sáu nẻo, tán rằng. Ở đây thuyết minh về những thứ được chiếu, gồm có bảy thứ: một lục thú, hai Phật, ba Pháp, bốn tứ chúng, năm Bồ Tát, sáu nhập Niết Bàn, bảy khởi tháp. Bảy thứ này lại chia làm ba: một là thấy cảnh sinh tử trầm luân, hai là thấy tam bảo xuất hiện, ba là thấy cảnh tượng tiến hành giáo hóa chúng sinh sau khi Phật diệt độ, để khiến cho chúng sinh ưa cảnh Niết Bàn, chán cảnh trầm luân sinh tử mà phát tâm tu đạo. Chúng sinh sáu nẻo, lục thú chúng sinh, sinh tử trầm luân này dùng sáu môn mà phân biệt: một thích danh, giải thích tên gọi; hai xuất thể, chỉ rõ bản thể; ba khai hợp, tách ra gộp vào; bốn xứ sở, nơi trốn; năm thọ lượng, tuổi thọ; sáu tướng nhân quả. Một thích danh, giải thích tên gọi. Lục sáu là tên gọi của số, thú là nẻo phải tới, nơi trốn phải tới do nghiệp báo của năm uẩn giả hợp gây nên phiền não, nơi đó được gọi tên là thú, được kèm theo số mà giải thích. Kinh Địa Trì nói rằng những sự được hưởng thụ là tự nhiên nên gọi là thiên trời. Câu Xá Luận nói sáng sủa trong sạch tự tại thần dụng thì gọi là thiên. Kinh Niết Bàn nói vì nghĩ ngợi nhiều nên gọi là người. Tạp Tâm Luận nói ý vẳng lặng nên gọi là người. Tạp Tâm Luận lại nói vì phải cầu cạnh ở người khác lại thường hay bị đói là khiếp sợ, phải lo nghĩ nhiều nên gọi là ngạ quỷ, quỷ đói. Câu Xá Luận nói vì bàng hành ngang thân mà đi nên gọi là loài bàng sinh, còn hoặc còn gọi là súc sinh.
Súc có nghĩa là súc dưỡng, chăn nuôi, là công cụ giúp cho con người, là loài chúng sinh được người súc dưỡng nên gọi là súc sinh. Tiếng Phạn, nại lạc ca, ở phương Tây gọi là khổ khí như trên đã giải thích. Na lạc ca, phương Tây gọi là kẻ ác, kẻ gây ra điều ác, sinh ở trong khổ khí nên gọi là khổ khí. Không có tên gọi là địa ngục vì nơi chốn chẳng nhất định, chẳng riêng gì ở dưới đất. Kinh Địa Chỉ nói đó là loại tăng thượng khả yếm, tăng thêm những điều đáng ghét. Tạp Tâm Luận cũng gọi là loại bất khả lạc, chẳng thể vui sướng, cho nên gọi là địa ngục. Tiếng Phạn, A Tố Lạc, ở phương đây gọi là loài phi thiên, trên kia đã giải thích rồi. Hai xuất thể nói rõ bản thể, lục thú đều lấy thức thứ 8 tức dị thục thức làm bản thể, có tính chất vô phú vô ký, cho nên duy thức nói rằng thức thứ 8 này là bản thể tạo lập ra giới thú sinh. Lại nói thức này đủ để làm bản thể của giới thú sinh, chẳng cần phải chấp trước là có mệnh căn thực sự khác. Thêm nữa, các loài hữu tình lưu truyền trong ngũ thú tứ sinh, nhưng bản thể của thú sinh vẫn là dị thục thức. Ba khai hợp, tách ra, gộp lại, lục thú gộp lại làm một, đó là một kỳ sinh tử. Tách ra làm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 cõi. Tách ra làm 2, đó là thiện thú, nẻo thiện, loài thiện và ác thú, nẻo ác, loài ác, phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Tách ra làm 3, đó là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tách ra làm 4, đó là tứ sinh, bốn loài sinh theo bốn cách: nỗn, thai, thấp, hóa, tứ hữu. Một là sinh hữu, hai là bản hữu, ba là tử hữu, bốn là trung hữu. Bốn loại sinh tử đó là phương tiện sinh tử, nhân duyên sinh tử, hữu hữu sinh tử, vô hữu sinh tử. Tách ra làm 5, đó là ngũ thú chừa loài A Tố Lạc ra. Tách ra làm 6, đó là lục thú như trong kinh văn này đã nói, lục thú như lục đạo. Tách ra làm 7, đó là thất hữu, gồm ngũ thú cùng nghiệp hữu, trung hữu. Tách ra làm 9, đó là cửu hữu hoặc cửu hữu tình cư. Tách ra làm 25, đó là nhị thập ngũ hữu, sẽ nói ở sau. Theo Tạp Tâm Luận thì hạng phi thiên là thuộc quỷ thú, nhưng Du Già Phật Địa Luận lại cho là thuộc thiên thú. Kinh Chính Pháp Niệm cho là thuộc cả hai loài quỷ và súc sinh. Trong Kinh Già Đà thì cho là thuộc cả ba loài quỷ súc thiên. Nay theo Đại Thừa thì chỉ thuộc thiên thú, lấy cách giải thích trong Du Già Phật Địa Luận làm chính. Hành vi của loại này phần nhiều chẳng thành thực, lấy việc xiểm định dối trá làm đầu, chẳng hành động thẳng thắn thành thực như chư thiên nên gọi là loại phi thiên. Cũng như người mà bất nhân thì gọi là hạng phi nhân, chứ chẳng gọi là phi quỷ, phi súc sinh. Các môn khác sẽ được giải thích ở phía dưới trong quyển 2 khi giải thích bài tụng hỏa trạch của kinh này. Du Già quyển 4 và Kinh Chính Pháp Niệm cũng trình bày cặn kẽ về điều này. Đoạn này nói về các chúng sinh sáu nẻo trong 1.800.000 thế giới, tất cả đều thấy ở đây. Kinh văn lại thấy cõi ấy tới người tu hành đắc đạo tán rằng: đây là nhìn thấy tam bảo xuất hiện, có ba, một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Trong Tăng có hai, một là Thanh Văn, hai là Bồ Tát. Trong Thanh Văn này lại có bốn chúng. Luận nói rằng tu hành có nghĩa là chưa được quả thánh, đắc đạo tức là đã được quả thánh rồi. Trong bốn chúng có hai loại này, vì mắt thấy thân Phật, tai được nghe Pháp, lại thấy các chúng đó tu hành theo Phật. Kinh văn lại còn thấy các Bồ Tát tới tu hành đạo Bồ Tát, tán rằng đây là Bồ Tát. Nhân duyên có nghĩa là nguyên nhân, lý do, đó là cầu ra khỏi vòng sinh tử, mau chứng quả Phật, thành tựu chúng sinh. Vì nhân duyên đó mà tu đạo Bồ Tát, hoặc vì muốn làm cho cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, thành tựu chúng sinh mà tu Bồ Đề Phần, thực hành đạo Bồ Tát, hoặc là vì tu tứ nhiếp lục độ mà thực hành đạo Bồ Tát, có rất nhiều nguyên nhân như vậy. Tín giải có nghĩa là tin và hiểu, đó là quả vị trước trụ địa của Bồ Tát chưa được thánh quả. Tướng mạo tức là tướng nghi, biểu hiện của ba nghiệp, đó là việc hành đạo Bồ Tát. Mạo có nghĩa là nghi, biểu hiện. Chữ mạo phải viết là, nếu viết là thì đều sai.
Trụ ở thập địa rồi thì được đạo quả, do thực hành đạo Bồ Tát bằng nhiều cách nên nhập nhị vị. Thêm nữa, nhân duyên có nghĩa là bên ngoài thì gặp duyên lành, gặp bạn tốt, vì bậc thiện tri thức là nhân duyên lớn. Tín giải tướng mạo là việc tu hành ở bên trong, nội tu hành. Trong việc tu hành ở bên trong này, nội tâm hành gọi là tín giải, thân ngữ hành gọi là tướng mạo, tâm quán diệu lý thì gọi là tín giải, xả đầu mắt vân vân thì gọi là tướng mạo. Hành đạo Bồ Tát, luận giải thích rằng đó là y vào bốn nhiếp pháp mà giáo hóa chúng sinh vì dùng phương tiện mà nhiếp thủ. Tín giải, tướng mạo đều là thực hành đạo Bồ Tát. Bốn nhiếp pháp gồm: một, bố thí, phần sau sẽ giải thích. Hai, ái ngữ, thường nói những lời khiến người vừa ý, thật thà, chân thành, đúng như đạo pháp, ý nghĩa tách bạch, không hề cau có, tươi cười mà nói, gửi lời thăm hỏi, an ủi, bảo ban, thầy đều thích nghi. Thấy ai tiến bộ mà chẳng tự biết là bản thân mình thiện pháp đã tăng thì tỏ lời chúc mừng. Thuyết giảng về giáo lý Phật Pháp thường xuyên làm lợi ích tốt đẹp cho người. Đối với kẻ thù oán mình cũng đều khởi lên các ý nghĩ trong sạch. Đối với kẻ cực kỳ ngu si thì thề quyết trừ mối nghi hoặc cho họ. Đối với chân phúc điền, mọi hành động tà ác xúc xiểm dối trá đều không hiềm, thù giận ghét mà tu hành ái ngữ khó tu. Người nào định trừ chướng cái thì thuyết cho họ cách làm trước. Đối với những người lành, bản tâm đã điều phục thì thuyết cho họ về đế pháp. Đối với những kẻ hay phóng dật thì dạy cho họ để họ xuất ly. Người nào có điều nghi hoặc thì giảng giải bàn bạc với họ để họ biết quyết định lựa chọn cho đúng, y vào tứ tịnh ngữ khởi bát thánh ngữ. Ba, lợi hành. Nhờ dùng ái ngữ nên trước hết đã chỉ ra đạo lý đúng đắn, tùy theo chỗ sở học mà dùng tâm từ bi vô nhiễm để khuyên nhủ dìu dắt, điều phục an xử, xây dựng cho chúng sinh, khiến họ thu được cái lợi trước mắt là được tài vị, cái lợi sau này là xuất gia, cái lợi mọi mặt là lìa dục khinh an, giải thoát. Những kẻ thân cận bạn ác, chưa trồng thiện căn, tham trước tài vị lớn, cực kỳ phóng dật, những kẻ ngoại đạo, thiên chấp tà kiến, phỉ báng, thường khởi tám triền, mười nghiệp ác. Đối với hết thảy mọi kẻ đó, Bồ Tát đều có thể khai thị, làm cho họ được giải thoát. Khởi tâm đại bi, dẫu bị khổ lớn, tâm không mỏi mệt lại càng hoan hỷ. Dẫu có tài vị bậc nhất, nhưng tự mình vẫn khiêm nhún như kẻ tôi tớ, như chiên đà la, như người con hiếu, không nhiễm trần, không giả dối. Cái tâm tự mẫn thành thực thương xót mãi mãi, chẳng sinh thoái chuyển. 4. Đồng sự. Để thực hiện cái được nghĩa lợi hành ấy, nếu khuyên người khác học thì cũng tự mình tu học, dạy cho người khác cùng làm những việc mình đã tu hành, thiện căn kiên cố, chẳng sinh thoái chuyển, khiến họ nghĩ rằng những điều dạy cho ta đây nhất định là có lợi lạc, vì vị đó tự mình cũng làm. Chẳng thế thì họ sẽ nói, bản thân người đã chẳng tốt thì làm sao mà dạy nổi ta, người hãy cứ đi mà học hỏi người khác về việc này, cho nên cần phải tự mình làm. Hành động lợi tha của Bồ Tát tuy vô lượng nhưng chỉ nêu bốn nhiếp pháp này, bao gồm tất cả mọi hạnh, cho nên chẳng bàn đến các điều khác. Trong Vô Cấu Xưng Sớ quyển thứ hai đã nêu rõ các nghĩa ấy. Kinh văn: lại thấy chư Phật tới khởi tháp Thất Bảo tán rằng, đây là thấy cảnh tiến hành giáo hóa sau khi Phật diệt độ có hai cảnh, một là nhập diệt, hai là khởi tháp. Tiếng Phạn Ba Lị Ni Phọc Nam ở phương Tây gọi là viên tịch, có nghĩa là viên mãn thể tịch diệt, gọi là niết bàn là sai. Niết bàn dùng 6 món để phân biệt: 1. Thể, 2. Danh, 3. Đắc thời, 4. Đắc nhân, 5. Nhân năng chướng, 6. Nhập ý. Về thể niết bàn có 4: 1. Tự tính thanh tịnh niết bàn, 2. Hữu dư y niết bàn, 3. Vô dư y niết bàn, 4. Vô trụ xứ niết bàn. Thể của bốn loại này là đại bát niết bàn, có 3: 1. Là thể chung của bốn loại, đều là một chân như, chân như đủ 3 mới thành niết bàn, năng sinh viên giác gọi là maha bát nhã, vì thể là giác tính. Tại địa vị nhị thừa chẳng sinh viên giác, chẳng phải là giác tính, chẳng gọi là bát nhã. Đại trí độ luận nói rằng thuyết trí cùng trí xứ đều gọi là bát nhã, cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tự tính thanh tịnh tâm cũng gọi vô sư trí. 2. Là xuất ly khỏi chướng sở chi thì gọi là pháp thân. Kinh Thắng Man nói tại triền thì gọi là Như Lai Tạng, xuất triền
thì gọi là pháp thân, tại hạng nhị thừa chẳng gọi là pháp thân vì chẳng phải là nơi y trì của pháp công đức. Ba là mọi nỗi khổ đều hết, liệt được nhị tử, hai cách chết, phân đoạn tử và biến dị tử, nên gọi là giải thoát. Tại hạng nhị thừa phân đoạn tử hết, dẫu lìa hai phược nhưng vẫn chẳng phải là giải thoát viên mãn. Song hạng nhị thừa cũng chứng được một chút giải thoát, ba thừa cùng ngồi trên giường giải thoát. Do đó nhị thừa cũng gọi là đắc niết bàn, song chẳng phải là đại niết bàn vì nghĩa chẳng đầy đủ. Thêm nữa, theo kinh Niết Bàn quyển 2, đại niết bàn cần phải có ba sự đầy đủ mới gọi là nhập đại niết bàn. A. Bát nhã là trí chứng được hai lý không. B. Pháp thân tức là hai lý đã chứng được. C. Giải thoát tức là do trí mà chứng lý. Chứng hết đều chứng được là nhờ trạch diệt, thể như ba chấm của chữ Y. Niết bàn cũng thế, do trí chứng pháp thân mà được trạch diệt vì pháp thân là gốc. Y vào đó mà có hai, như chữ Y có hai chấm ở trên, một chấm ở dưới. Nếu tách biệt chẳng thành, ba sự rảnh rẽ có biệt thể riêng. Bí thử cho phép chứng được mỗi sự trong thời điểm khác nhau, thì lý cũng chẳng thành, vì ba sự niết bàn chẳng phải là khác nhau, cũng chẳng phải là một, phải đồng thời chứng đắc mới gọi là nhập. Nếu chẳng thành thì bát nhã là bậc tối hạ, giải thoát là bậc thứ trung, pháp thân là bậc thứ thượng. Ba pháp đồng thời, ba bậc mới được, thế cũng chẳng thành. Theo chiều dọc từ trên xuống dưới là tung, theo chiều ngang từ trước đến sau gọi là hoành. Nếu ba biệt thể trước sau chứng được thì lý cũng chẳng thành. Vì khởi đại trí chứng pháp thân lý, lìa phược giải thoát, ba sự ấy chẳng phải là một nhưng cũng chẳng khác nhau. Đó gọi là nhập đại niết bàn, chẳng phải như nhị thừa chấp ba biệt thể có ba bậc riêng, có thể lần lượt chứng được riêng từng thứ, cái trước cái sau, hoặc đồng thời chứng được cả ba thành nhập niết bàn. Giải nghĩa tên gọi của các xuất thể khác thì như chú thích ở Duy Thức Luận quyển 10. Này ở đây nói rõ Đức Phật đó nhập vô dư y niết bàn, chứ chẳng phải là nhập đại niết bàn. Vì lúc mới thành Phật, Ngài đã chứng được điều này rồi. Những người cần độ này đã độ xong nên nhập Niết Bàn. Còn những người chưa được độ thì cũng đều vì họ mà tạo nhân duyên đắc độ nên dựng bảo tháp cúng dường xá lợi. Tiếng Phạm Thiết Lợi La có nghĩa là thể, gọi là xá lợi là phiên âm sai. Tốt Đồ Ba có nghĩa là cao hiển, gọi là tháp, thế là gọi sai. Lại nữa, lời văn của luận bàn về chiếu cảnh ở mục này nói rằng y vào khí thế gian có nghĩa là ngang, thì chiếu 18.000 thế giới, dọc thì soi tỏ hai cõi ở dưới. Y vào chúng sinh thế gian tức là cảnh chúng sinh sáu nẻo đã thấy, số nhiều có nghĩa là vì như dưới đó đã nói thì hiện thành vô vàn cảnh, tức là năm thứ cảnh sở kiến khác, vì thấy rất nhiều sự ở trong này. Luận phân tích ra làm bốn thứ. Một, thực, ăn, thức ăn, có nghĩa là điều nhìn thấy, là thấy Phật tư trưởng giúp cho trưởng thành. Nghĩa của nhậm trì là nghĩa của thực. Như vậy, tư tưởng chúng sinh thủ thắng thiện pháp, trụ trì chúng sinh thiện căn, chẳng họa, nên gọi Phật là thực. Lại còn nói rằng, đó là thị hiện y trì trụ thực. Nếu thế thì Bồ Tát từ bát địa trở lên, đối pháp cũng gọi là thị hiện trụ thực, nên thâu tóm vào nghĩa này. Thêm nữa, nghĩa của thụ dụng cũng là nghĩa của thực. Thụ dụng pháp lạc, năng thực nên gọi là thực. Hai, nghe pháp, nghĩa như tên gọi, có thể biết được. Ba, tu hành. Chỉ bốn chúng tu hành đắc đạo và Bồ Tát tu hành đạo Bồ Tát. Bốn, lạc, vui sướng, đó là cảnh nhập diệt đã được nhìn thấy. Vì sinh diệt diệt rồi, thì tịch kia là lạc. Lạc có năm thứ. A. Tự tính lạc. B. Nhân lạc. C. Khổ đối trị lạc. D. Thụ đoạn lạc. E. Vô não hại lạc. Lại có bốn thứ lạc. A. Xuất ly. B. Viễn ly. C. Tịch tĩnh. D. Giác pháp. Nhập Niết Bàn đây chính là tịch tĩnh lạc trong bốn thứ sau. Thị hiện vô vàn cảnh quán có nghĩa là ở đây biểu hiện vô số hằng sa bảo tháp, vì nhờ quán mà biết cảnh này. Thêm nữa, vì quán thấy vô vàn sự ấy, cho nên gọi là chủng chủng quán lượng. Từ chủng chủng, vô vàn, rất nhiều là để giải thích các sự nhập Niết Bàn rồi.
thì dựng tháp thất bảo, bảo tháp đẹp, cao 5 tháng do tuần, trong bài tụng ở dưới. Lại giải thích thêm về 7 sự sở kiến rằng chúng sinh 6 nẻo là cụ túc phiền não sai biệt, 6 sự dưới chân Phật là cụ túc thanh tịnh sai biệt. Trong cụ túc thanh tịnh sai biệt lại có sự sai biệt giữa Phật Pháp và đệ tử để thể hiện sự sai biệt của Tam Bảo. Trong đệ tử là có sự sai biệt về thừa, vì có sự khác biệt giữa hai thừa, Thanh Văn và Bồ Tát, tức là trong thanh tịnh này có thế giới có Phật, thấy Tam Bảo thì gọi là có Phật, có thế giới không có Phật, thấy cảnh Phật nhập Niết Bàn cùng cảnh dựng tháp thì gọi là không có Phật. Kinh Pháp Hoa Huyền 8 quyển thứ 2 phần trước đã xong. Ngày 19 tháng 10 năm thứ 3 niên hiệu Bảo An, di điểm xong thì đưa bản vào viên Như Phòng chùa. Sư Tăng Giác chùa Pháp Long sử dụng bản này đem im ấn để Pháp được thường trụ lâu dài. Quyển thứ 2 phần sau, Sa Môn Khuy Cơ chùa Đại Từ ân soạn kinh văn bấy giờ Di Lặc tới mà có điểm lành này, tán rằng đó là thành tựu thứ 6. Gồm cả một đoạn dài nói về đại chúng muốn được nghe Pháp. Đoạn văn này chia làm 3 đoạn nhỏ. Đoạn đầu nói về việc Ngài Di Lặc thị hiện tướng hoài nghi. Đoạn thứ hai nói về việc chúng nhân thực sinh tâm nghi hoặc. Đoạn cuối cùng nói về việc tử thị đem hai ý mà phát vấn. Trước hết, nhân Di Lặc đạo mãn làm chủ, nhân thành hiện thế, gặp duyên chẳng ít, tê nghiệp đã nhiều. Lẽ nào nhìn hào quang mà lại chẳng biết, quán đẳng trì mà lại chẳng hiểu, chỉ là thị hiện cái tướng chẳng biết để cảnh tình chúng sinh, cho nên mới gọi là Di Lặc thị hiện tướng hoài nghi. Chúng nhân vì căn cư, cơ, địa vị thấp kém, chẳng đoán được điểm lành của bậc đại thánh, quan sát các cái tướng bề ngoài mà sinh ra nghi hoặc, cho nên gọi là chúng nhân thực sinh tâm nghi hoặc. Đây là đoạn thứ hai. Di Lặc mang cả hai ý của tự và tha mà hỏi một mình Văn Thù, trước tiên hỏi về nguyên do, đó là đoạn thứ ba. Trong đoạn đầu có 4 ý, một ghi lại điềm lành rồi hỏi nguyên nhân, hai nêu ra cách hỏi đáp kỳ lạ, ba đề cao công bậc thượng đức, bốn tự mình khiêm nhún rồi mới trình bày. Đây là đoạn đầu. Diệu dụng vô phương thì gọi là thần, thần thông chuyển hóa làm cho khác đi thì gọi là biến. Ngoài ứng với muôn loại nên đặt tên gọi là điểm lành thụy. Điểm lành tức là tin, là phù ứng, ứng nghiệm. Đây hỏi phóng quang có phù ứng gì? Bởi vậy ghi lại thuyết nhân được đưa ra để hỏi. Kinh văn, nay Phật Thế Tôn tới, ai giải đáp được? Tán rằng, ở đây nêu ra sự vấn đáp kỳ lạ, chép việc trụ ở uy nghi tùy thuận để mà hỏi, nhập chính tam muội lý sâu gọi là bất khả tư nghỉ, chẳng thể nghĩ bàn, động đất mưa hoa, đó gọi là thị hiện sự hiếm có, hoặc mưa hoa, động đất, phóng quang, chiếu xa. Ngoài ứng với căn cơ của chúng sinh, đó đều gọi là thần biến. Đây thuộc mục chép lại, điểm lành, để hỏi nguyên nhân chỉ có nhập tam muội được gọi là sự hiếm có. Ai giải đáp được là hỏi người nào giải đáp. Kinh văn lại nghĩ như vậy, tới tôi nay phải hỏi, tán rằng Văn Thủ Sư Lợi vân vân đề cao công đức, công bậc thượng đức, tôi nay phải hỏi có nghĩa là tự nhún mình rồi mới trình bày. Văn Thủ Sư Lợi đạo quả viên thành đã lâu, thị hiện ở vào địa vị cuối cùng của đạo nhân nối ngôi pháp vương của Phật, một mình được danh hiệu là Pháp Vương Tử, đã từng thân cận, được gặp duyên lành, cúng dường chư Phật, trồng cội đức sâu, vì tiến tài, tiến hạnh, gọi là cúng dường, vì Văn Thủ Sư Lợi, chủ đệ tứ y, cúng dường 8 hàng hà sa số Phật, cộng với 3 y trước kia, tổng cộng đạt 26 hàng hà sa Phật. Thế tất phải thấy tướng hy hữu hiếm có này, nhưng nhún mình làm như chẳng biết, vậy tôi nay phải hỏi. Luận rằng, hỏi một người, nhiều người muốn nghe sinh tâm hy hữu, cho nên chỉ hỏi Văn Thủ Sư Lợi, tâm có nhiều điều chưa hiểu, nhiều người còn nghi hoặc. Người hiểu được chẳng phải là nhiều, chỉ có một người giải đáp được thắc mắc, thì hiện Phật và đệ tử tùy thuận lẫn nhau. Các pháp chứng thuyết đều chẳng trái ngược nhau, vì là nhân của việc hiện tướng lớn. Tướng lớn chỉ diệu pháp sở thuyết, nhân chỉ thần biến.
Này hiện tướng lành là nhân của việc thuyết pháp. Thêm nữa tướng lớn tức là hiện tướng lành tức là nhân, vì làm nhân cho pháp sở thuyết. Lại nữa, nhân có nghĩa là lý do. Hỏi lý do của việc hiện tướng lớn như thần biến vân vân, cớ sao chỉ hỏi Văn Thù mà chẳng hỏi người khác? Đáp: có hai pháp nên đề cao Văn Thù. Một, hiện thấy các pháp vì Văn Thù chứng chi các pháp. Hai, lìa các nhân duyên vì Văn Thù tự tâm thành tựu pháp đó. Có nghĩa là vì Văn Thù sư lợi đã lìa được các nhân duyên như ước đoán, suy diễn hoặc nghe lại từ người khác, bởi vậy mà đề cao Văn Thù. Thị hiện vô vàn tướng lành có nghĩa là thị hiện biết bao nhiêu sự ấy, sự chẳng phải một, cho nên gọi là biết bao nhiêu, như sự kia xuất hiện, lặn đi trụ lại diệt mất. A. À, nhìn thấy hít cảnh chúng sinh sáu nẻo hiện tại trong vòng sinh tử đó, nếu mà biến mất thì gọi là hiện một mất. B. Nhìn thấy hít cảnh Phật, Pháp, bốn chúng cùng các Bồ Tát hiện tại còn trụ đó thì gọi là hiện trụ. Còn C. Nhìn thấy hít Phật Niết Bàn và việc dựng tháp cho Phật, vì là hiện tại nhập Niết Bàn nên gọi là hiện diệt. Bảy, sự sở kiến thầy đều thâu tóm hết, hoặc là trụ tức là hiện tại, hiện đang tồn tại, diệt tức là biến mất không còn một vô. Thấy Phật nhập Niết Bàn và việc dựng tháp cho Phật, gọi đó là diệt mất. Một, còn năm sự khác đều gọi là hiện trụ, luận cho rằng vì Ngài Văn Thù ghi nhớ được sự đó cho nên hỏi Ngài về sở tác thành tựu, nhất quả thành tựu của Văn Thù sư lợi. Sở tác chỉ tác pháp sở tu, tức là phép tu hành của Ngài. Ở đây có 5 loại. Một là phúc đức, hai là trí tuệ, đó là nội đức viên mãn. Nhân thành tựu, đó là nhất thiết trí thành tựu. Duyên, tức là phóng quang mưa hoa động đất vì ngoại đức viên mãn. Giải thích nhiều lần về nhân, nói rằng đó là tướng, có nghĩa là việc hiện tướng lành. Còn quả của nhân này là chỉ đại pháp sở thuyết, Ngài Văn Thù ngoại nhân đã đầy đủ, nội đức lại viên mãn, cho nên có thể biết là Phật cũng thuyết quả diệu pháp, vì vậy nên mới hỏi. Kinh văn, bấy giờ tỳ kheo tới, nay nên hỏi ai? Đoán rằng chúng nhân thực sinh tâm nghi hoặc. Là ánh quang minh của Phật, đó là chép về thuyết nhân phóng quang. Tướng thần thông, đó là nói về mưa hoa, động đất trong uy nghi. Ngoại tướng, chúng nhân đều cùng nhìn thấy, bởi vậy chép việc họ sinh nghi, nay nên hỏi ai? Nhập định chẳng phải là việc chúng nhân biết được, bởi vậy chẳng chép việc họ nghi vấn. Vì chúng nhân về căn cơ, nhân cách, địa vị đều thấp kém, nên chẳng thể lượng biết được việc Phật nhập định. Đã chẳng biết nhập vào định nào, thì cũng chẳng dựa vào đâu mà sinh nghi, cho nên chẳng hỏi. Kinh văn, bấy giờ Di Lặc tới Văn Thù sư lợi rằng, tán rằng đoạn thứ ba ở dưới nêu cả hai ý hỏi về nhân trước, có hai phần, phần đầu là trường hàng, phần sau là trùng tụng. Trường hàng có hai phần, đây là phần đầu nêu cả hai ý. Kinh văn, vì nhân duyên gì tới cõi nước trang nghiêm? Tán rằng đây là phần sau hỏi về nhân trước mà có điểm lành này, đó là câu chung. Tướng thần thông là nói về các sự mưa hoa, động đất trong uy nghi, phóng quang minh, vân vân là nói về thuyết nhân. Di Lặc đem cả hai ý tự tha ra để mà hỏi. Vì thấy điểm lành bên ngoài là cùng chung cả, đem hai điểm lành ra mà hỏi, chẳng đem việc nhập định ra mà hỏi. Vì người ngoài chẳng nghi việc nhập định, ở dưới cũng chẳng trùng tụng việc nhập định. Thấy rõ cõi nước Phật đó trang nghiêm, luận giải thích chung ý kinh nói, đủ mọi loại cõi nước Phật, có nghĩa là thị hiện trong cõi nước Phật đó, có đủ mọi loại sai biệt. Để giáo hóa bốn chúng và chúng sinh sáu nẻo, thì thị hiện thành quốc độ Như Bần và quốc độ Tịnh Diệu, trụ xứ của chúng sinh vô phiền não. Để hóa độ cho thập địa Bồ Tát, thì thị hiện thành quốc độ Thanh Tịnh. Ở quốc độ đó Phật là bậc thượng thủ, vì các Bồ Tát vân vân đều y vào Phật mà an trụ, vì Phật ở hai loại nước đó đều được tự tại. Giải thích dài như đoạn văn trên, bởi vì trong mục nói về cảnh sở kiến, trước hết nói Phật là bậc thượng thủ. Phàm thuyết trùng tụng thì có 10 cách, một tách bạch, hai căn lợi độn khác nhau,
hai tách bạch hai chúng trước sau khác nhau, ba phân tích hai lạc đúng sai khác nhau, bốn hai cách lý giải khó dễ khác nhau, năm tùy theo chân hai tục hai đẳng khác nhau, sáu lấy hay bỏ đôi đường khác nhau, trường hàng lấy thiện tụng văn bỏ ác, bảy hoặc nêu lên hoặc giải thích hai cách khác nhau, trường hàng nêu lên tụng văn giải thích, tám trí và biện hai thứ khác nhau, trường hàng trí vô tận kệ tụng biện vô tận, chín giải và trì hai pháp khác nhau, trường hàng là giải pháp kệ tụng là trì pháp, mười thuyết và hành hai thứ khác nhau, trường hàng là nhạo thuyết giả tụng văn là nhạo hành giả. Bài tụng 10 cách này là lợi độn và trước sau, phải quấy khó chân tục lấy bỏ cùng nêu thích, trí biện giải thuyết hành. Trường hàng và tụng 6 nghĩa khác nhau, rộng lược hoặc có không, hợp tách và sau trước, văn chất cùng ẩn hiện là công thẳng sai biệt. Tới đoạn văn dưới sẽ nói rõ từng khoản một. Kinh văn, thế là Di Lặc tới đại quang chiếu khắp, tán rằng tiếng Phạn Già Đà, ở phương đây chỉ Trung Quốc dịch là tụng. Tụng có nghĩa là ca tụng cái tốt cái đẹp, văn cú trong tụng, cực kỳ mỹ lệ nên dùng để ca tụng, thường được gọi tắt một cách sai lầm là kệ. Đây là kỳ diệm tụng, có nơi gọi là kỳ dạ hoặc trùng tụng, nếu tiến lên để giải thích thêm về thể nghĩa, thì nó kém hơn danh cú. Nếu lùi xuống để làm cái sở y là thanh và văn, thì nó lại chẳng bằng thanh, văn. Cho nên bách pháp chẳng làm riêng, làm một thể loại. Song vì loại tụng này lấy hiện tượng trầm bổng, khuất khúc về âm thanh làm thể, cho nên đó tức là danh cú văn, không hề có gì khác. Nhưng nó chẳng giống với tụng tiểu thừa, phải y vào văn và văn sao, văn sớ. Đây chính là loại tụng trong loại Thất Lô Ca 32 tự xứ. Tất cả có 62 bài tụng chia làm hai phần. Đầu tiên là 54 bài tụng, tụng về tướng điềm lành ở trên. Sau đến 8 bài tụng, tụng về việc chính thức phát vấn. Trong phần đầu lại chia làm 3. À, một bài tụng đầu tụng về phóng quang năng chiếu trong thuyết nhân ở trên. B. Thứ đến 3 bài tụng, tụng về việc mưa hoa, động đất vân vân ở trên. C. Sau đến 50 bài tụng, tụng về chiếu cảnh sở kiến trong thuyết nhân. Phần đầu này trước tiên tụng về phóng quang, sau đó tụng về mưa hoa. Trong 6 nghĩa bất đồng, đó là trước sau bất đồng vì phải theo sự tiện lợi của mạch văn. Kinh văn, mưa hoa mạn đà la tới cõi đất đều nghiêm tịnh. Tán rằng ba bài tụng dưới tụng về ba sự trong uy nghi, một bài tụng rưỡi tụng về mưa hoa, nửa bài tụng tụng về động đất, một bài tụng tụng về sự bốn chúng hoan hỉ. Đây tụng về mưa hoa mà chẳng tụng về nhập định, vì người hỏi tự biết nên chẳng hỏi mà đại chúng cũng chẳng nghi. Trong trường hàng có bốn loại hoa, tụng này chỉ có hai, vì hợp ly bất đồng, gộp vào tách ra khác nhau. Hoa là hoa trên đàn, mùi thơm giống với mùi thơm của xích đàn, bạch đàn nên mọi người ưa thích. Cõi đất đều nghiêm tịnh, so với trường hàng thì là bên có bên không, hai đẳng khác nhau. Kinh văn, mà thế giới này tới được pháp vị tằng hữu chưa từng có. Tán rằng, hai câu đầu tụng về sự động đất, một bài tụng sau tụng về bốn chúng hoan hỉ. Kinh văn, ánh quang minh ở giữa hai lông mày tới trên tới trời hữu đỉnh. Tán rằng, 50 bài tụng dưới tụng về chiếu cảnh và sở kiến chia làm hai phần. Đầu tiên là một bài rưỡi tụng về chiếu cảnh, sau đến 42 bài rưỡi tụng về sở kiến. Đây tụng về khí thế gian tức là chiếu cảnh. Nếu như màu vàng ròng thể hiện rõ là đáng trọng. Hào quang tuy sắc trắng biểu thị nhất thừa là gốc, mà cảnh sở chiếu như vàng ròng thể hiện rõ nhất thừa là đáng trọng, hoặc thị hiện tướng của tịnh độ chư Phật khiến chúng sinh tu cá nhân của ngoại quả nhất thừa, cho nên như màu vàng ròng. Tới đoạn dưới sẽ biết, vì trong bài tụng khác ở đoạn dưới cũng sẽ thị hiện tịnh độ, hoặc lông mày thì trắng mà ánh quang minh lại sắc vàng. Kinh văn, trong các thế giới đó tới ở đây đều thấy tất. Tán rằng 48 bài tụng rưỡi ở đây tụng về 6 sự sở kiến,
Trong bảy sự trước đây chẳng tụng về sự nhập diệt. Nhập diệt, văn chia làm sáu phần. Một, đầu tiên là một bài tụng rưỡi, tụng về chúng sinh lục thú. Hai, thứ đến một nửa bài tụng, tụng về sự thấy Phật. Ba, thứ nữa đến sáu bài tụng, tụng về sự nghe Pháp. Bốn, thứ nữa đến một bài rưỡi, tụng về bốn chúng. Năm, thứ nữa đến 31 bài rưỡi, tụng về việc hành đạo Bồ Tát. Sáu, cuối cùng là bảy bài tụng, tụng về việc dựng tháp sau khi diệt độ. Phần đầu tiên này, tức là trong chúng sinh thế gian có đầy đủ phiền não sai biệt, sinh tử là chung cho tất cả, nhưng nẻo mà hoặc nghiệp khổ dẫn tới, hoặc nghiệp khổ sở thú lại khác nhau, đó tức là quả lục thú hay là quả sở thú, nơi quy tập nẻo được dẫn tới, bản chất của nó là sinh tử. Vì nghiệp phiền não của giả giả hữu tình là năng thú, cho nên kinh tự giải thích rằng nghiệp duyên thiện hay ác thì thụ báo tốt hay xấu. Thụ báo tốt hay xấu đều là quả sở thú, nghiệp duyên thiện ác là nhân năng thú. Do thiện nghiệp là dị thục nhân, tham vân vân là nhuận duyên, thì thụ tổng báo tốt là được sinh vào cõi người cõi trời, vì đó là nơi quy tập của chúng sinh làm điều thiện. Do ác nghiệp là dị thục nhân, tham vân vân là nhận duyên, thì thụ tổng báo xấu phải đọa vào ba nẻo ác, vì đó là nơi quy tập của chúng sinh làm điều ác, gọi là sở thú. Ở đây thấy tất cả cõi phù hợp với nghiệp đã tạo, trung hữu, nghiệp phiền não gọi là năng thú, khí thế giới ở bên ngoài, đó gọi là thú tư cụ, quả dị thục ở bên trong, đó gọi là sở thú. Như tụng nói rằng, thú về rừng rú, chim về hư không, thánh về niết bàn, pháp quy về phân biệt. Tức là con nơi sở quy là sở thú, giả giả tên gọi của chúng sinh trong sáu đạo. Chỉ là hữu tình lấy thiện thú hay ác thú làm sinh tử sở thú. Luận nói rõ có đầy đủ mọi thanh tịnh sai biệt, cụ túc thanh tịnh sai biệt, tức là con số rất nhiều. Kinh văn lại thấy các đức Phật tới đấng thánh chúa sư tử tán rằng, nửa bài kệ này nói rõ việc thấy Phật, sư tử tức là thánh chúa tức là chư Phật, lấy dưới mà giải thích trên, vô ý tự tại gọi là sư tử, thấu hiểu chân đế tục đế thì gọi là thánh chúa, chúa của chúng thánh tức là chư Phật. Kinh văn, diễn thuyết các kinh điển tới mà khai ngộ chúng sinh, tán rằng sáu bài rưỡi tụng ở đây tụng về nghe Pháp được chia làm hai phần. Phần đầu là ba bài rưỡi tụng về nghe tứ biện, phần sau gồm ba bài tụng về nghe ba thừa. Đây là phần đầu. A. Nửa bài đầu về nghe nghĩa vô ngại. B. Một bài tụng về nghe Pháp vô ngại. C. Một bài tụng về nghe từ vô ngại. D. Một bài tụng về nghe biện tài vô ngại. Nghĩa sâu gọi là vi diệu, thượng thừa gọi là đệ nhất, đó là nghĩa vô ngại dài. Giáo ly cấu nhiễm thì gọi là thanh tịnh, khéo thuận lòng người thì gọi là nhu nhuyễn, đó là pháp vô ngại dài. Khế hợp đạo lý thì gọi là thâm diệu, ứng cơ thì gọi là nhạo văn, thích nghe. Khéo thuận các phương thì gọi là mỗi mỗi thế giới, đó là từ vô ngại dài. Dùng vô lượng thí dụ để minh họa đạo lý của vô vàn pháp nhân duyên, pháp và dụ cả hai đều khai thị, tóm lại nhằm hai mục đích, một là soi tỏ Phật Pháp, hai là khai ngộ chúng sinh, đó là biện tài vô ngại giải. Kinh văn, nếu người ta bị khổ tới thuyết cho họ tịnh đạo, tán rằng đây là nghe ba thừa thanh văn độc giác Bồ Tát theo thứ tự mà khớp với ba bài tụng này. Chữ yếm âm đọc phiên thiết của hai chữ yếm ứ có nghĩa đủ rồi, chẳng muốn lặp lại nữa, chán. Có chỗ âm đọc là phiên thiết của ừ diễm có nghĩa là no, chán. Kinh văn, ngài Văn Thủ Sư Lợi tới nay sẽ lược nói qua, tán rằng một bài rưỡi này tụng về việc thấy bốn chúng nhân kết ở trên, đã nhìn thấy bốn chúng tu hành đắc đạo tướng trạng rất nhiều. Thấy nghe như vậy đó là kết luận về những điều sở kiến trước, cùng ngàn ức sự khác thuyết minh về việc thấy bốn chúng. Nay trong kinh này, tông chỉ nhằm thuyết minh về nhất thừa, chẳng thể liệt kê đầy đủ mọi hạnh khác của bốn chúng, cho nên chỉ nói một cách ước lệ là rất nhiều. Tối nay nói qua, trên thì nói rõ thanh văn, dưới thì nói rõ Bồ Tát, tức là có sự khác nhau về thừa.
kinh văn, tôi thấy nơi cõi ấy tới mà cầu chứng Phật đạo. Tán rằng 31 bài tụng dưới ở đây tụng về việc tu hành đạo Bồ Tát chia làm 3. Đầu tiên là một bài tụng về mọi loại nhân duyên, thứ đến 17 bài tụng về nhiều loại tướng mạo, cuối cùng là 13 bài rưỡi tụng về mọi loại tín dài. Trong trường hàng trước, lấy ngoại duyên nội hành mà thuyết về thang bậc trước sau từ phàm đến thánh. Này tụng trước tiên y vào ngoại duyên, sau mới thuyết minh về tự hành. Tự hành căn cứ vào mức độ hơn kém mà xếp thứ tự trước sau. Tướng mạo, chỉ thập địa vô lậu hữu lậu tạp tu theo thứ tự mà tu sáu hạnh ba la mật. Tín dài, chỉ tu hữu lậu, loạn tu chẳng theo thứ tự. Vì hơn kém khác nhau nên có sự phân biệt trước sau. Song tu lục độ cũng có ba vị, một trong kiếp đầu trước khi thấy đạo, ở trong một hạnh chỉ tu một hạnh, loạn tu hữu lậu, đó tức là tín dài. Hai, trong kiếp thứ hai từ sơ địa đến hết thất địa, ở trong một hạnh tu hết thảy mọi hạnh, hữu lậu vô lậu, cả hai đều tạp tu. Ba, trong kiếp thứ ba từ bát địa đến hết thập địa, trong hết thảy mọi hạnh tu, hết thảy mọi hạnh, thuần tu pháp vô lậu. Việc tu ở hai kiếp sau đó là tướng mạo, kinh thập địa nói, sơ địa hành đàn hạnh, tu hạnh bố thí, cho tới thập địa thì tu trí độ. Đối với các độ khác thì tùy lực tùy phần, chẳng phải không tu tập. Cho nên tướng mạo ở đây là thập địa tu, vì có thứ tự, vì hạnh rộng lớn, còn tín dài tức là trước khi thấy đạo, cho nên tu hành chưa tốt, được gọi là loạn tu. Đó là tụng về nhân duyên, hằng sa Bồ Tát, tiếng Phạm căng già, được gọi tắt một cách sai lầm là hằng. Đây là tên thần sông, sông cũng được gọi theo tên vị đó, căng. Có âm đọc là phiên thiết của kỳ căng, đọc khứ thanh. Trong kinh nói hằng hà sa là ví dụ. Có bốn sông lớn xuất phát từ ao vô nhiệt não, mà sông này là một. Sông hằng có năm nghĩa. Một, sông này nhiều cát. Hai, do nhiều người thế gian đều cùng cho đó là dòng phúc thủy, xuống tắm ở sông này thì tội sẽ diệt, nếu chết chìm thì sẽ được sinh lên cõi trời. Ba, tuy trải qua kiếp họa nhưng tên sông vẫn luôn luôn cố định. Bốn, do Phật phần nhiều ở gần đây mà tuyên thuyết diệu pháp. Năm, do mọi người cùng được nhờ cho nên thường được lấy làm ví dụ. Còn chữ sa cát tức là thời xưa lấy cát từ ao vuông vức chu vi 40 dặm trên bãi cát ở chỗ cửa sông để làm ví dụ số nhiều. Kinh văn, hoặc có hạnh bố thí tới để cầu trí tuệ Phật. Tán rằng 17 bài tụng ở dưới tụng về tướng mạo, trong đó chia làm 2. A. 15 bài tụng đầu tụng về lục độ, rồi tụng về tập 2x viên thành. B. 2 bài tụng sau về tám gió chẳng động và ba bi tiếp vật, ba bi, tam trùng từ bi. Phần trong phần tụng về lục độ lại chia làm 6. 6 bài đầu tụng về thí, 2 bài tụng về giới, 2 bài tụng về nhẫn, 2 bài tụng về cần, 2 bài tụng về định, 3 bài cuối tụng về tuệ. Nói về thí ở đây có 3 loại. A. 4 bài đầu tụng về ngoại tài. B. 1 bài kế tụng về nội ngoại tài. C. 1 bài cuối tụng về nội tài. Trong 4 bài tụng về ngoại tài thì 1 bài tụng về thí thất bảo, 1 bài tụng về thí bát chân, 1 bài tụng về thí thành độ, 1 bài tụng về thí tạp vật. Thất bảo gồm 1 vàng. Sách Thuyết Văn nói vàng có 5 sắc, sắc vàng là trội nhất. Chôn lâu chẳng gì, luyện mãi chẳng hao, rời đổi dễ dàng. Vàng là hành chỉ Tây Phương, lấy ra từ đất, theo sát với đất. Bởi vậy chữ kim là vàng tượng trưng cho vàng ở tại đất. Nay vẫn có âm đọc là kim. Hai, bạc đó là vàng trắng, bạch kim. Ba, san hô có màu hồng nhạt hoặc màu đỏ thắm, đó là thạch chi, hình giống như cây. Bốn, trân châu tức là xích trân châu, tức hồng ngọc. Phật Địa Luận nói rằng loại này do loài trùng đỏ sản sinh ra, hoặc châu thẻ đỏ thắm, gọi là xích trân châu. Năm, ngọc mani tức là như ý thần châu, vì không có lưu ly nên kê ra hai thứ châu. Sáu, xà cừ tiếng Phạm gọi là mâu sa lạc yết bà, màu xanh trắng, xanh trắng lốm đốm. Bảy, mã não tiếng Phạm gọi là át thấp ma yết bà, ở phương Tây gọi là trừ tạng.
hoặc là thai tạng vì nó rắn chắc, màu như óc ngựa cho nên gọi tên là mã não, lại vì thuộc loại báu nên chữ viết có bộ ngọc hoặc như loại đá nên có khi chữ viết theo bộ thạch. Bảy thứ báu này khác nhau tùy theo từng phương, mỗi phương coi trọng mỗi khác, như trọng thượng sinh sớ đã nói. Thứ đến tụng về bát chân, bát chân gồm 1. Kim cương, 2. Chư chân, đại loại như đế thanh, đại thanh, 3. Nô. Thời cổ tội nhân nam phải làm nô nhập vào đẳng cấp ti tiện để phục dịch ở nhà quan. Chữ nô có khi viết theo bộ nhân đứng. 4. Tỳ, cái gọi khinh rẻ đối với nữ, tỳ tức là nữ, nô lệ. 5. Xa là tên gọi chung các loại xe cộ do Hạ Hậu Thị Hồ Trọng tạo ra. Âm cổ là cư, ý nói đó là dụng cụ để người ta cư trú khi đi trên đường. Nay gọi là xa, có nghĩa là xá, nhà ở vậy. Ý nói đó là chỗ để người ta cư trú trên đường, đi như nhà vậy. 6. Thừa thặng là giá ngự, có nghĩa là thứ có thể cưỡi được. Sách Chú Lễ giải thích thừa có nghĩa là tải chuyên trở, chỉ lại như vòi ngựa. 7. Liễn, xe được trang sức bằng 7 báu do người đi trước kéo, các quan khanh, đại phu, thầy cổ cũng dùng. Từ đời Hán trở về sau, chỉ có vua thiên tử mới được dùng, cho nên xe mà thiên tử hoàng hậu ngày nay dùng gọi là liễn. 8. Dư, xe được trang sức bằng 8 thứ báu, âm đọc là dư, sách thuyết văn nói, xa tức là dư, lại nói xe mà không có bánh thì gọi là dư, thừa có nghĩa là tải, có thuyết nói là dư, đó là sai. Vì đều trang sức bằng châu báu nên gọi là bảo sức. Thứ đếm một bài tụng nói về nghĩa thí thành độ, thành duy thức nói đủ 7 nhiếp thụ mới thành độ tướng. Nếu khuyết thì chẳng thành, nên thuyết tụng rằng an trụ và y trì, ý là cùng sự nghiệp, xảo tiện hướng thanh tịnh, 7 thứ đó độ thành. Trong này chỉ nêu một hồi hướng bồ đề, 6 thứ khác chắc chắn có thể biết được cả, nguyện được Phật thừa tam giới đệ nhất đó, tức là ý hồi hướng. Thứ đến một bài tụng về thí tạp Phật. Tứ âm đọc là phiên thiết của Tức Lợi, người xưa dùng 4 ngựa để đóng một xe để có thể phóng thanh. Trong sao phòng có 4 sao nên gọi là thiên tứ, xe tứ mã của trời cho nên người ta mô phỏng. Lan tức là câu lan, là cái chắn cửa. Chữ lan viết có bộ mộc hay không đều được. Có chỗ viết chữ lan có bộ thảo đầu, đó là một loại cỏ thơm, ở đây chẳng phải nghĩa ấy. Thuẫn, âm đọc là phiên thiết của thực dỗn hoặc của thời danh thành, đó là gióng ngang của lan can. Gióng dọc thì gọi là hạm, gióng ngang thì gọi là thuẫn. Hoa, âm đọc gọi là phiên thiết của hộ hoa. Theo thế tục ở đây giải thích, thì khi vua Huỳnh Đế đánh nhau với Suy Viu ở cánh đồng Trục Lộ, thường có mây năm sắc, có hình cành vàng lá ngọc, lại có hoa tre trên đầu Huỳnh Đế, nhân đó mà làm ra hoa cái, lọng hoa, đó là loại lọng hoa Mỹ. Cứ theo lẽ thực mà giải thích thì ở Tây Vực nóng nực, người ta phần nhiều đều cầm ô cầm lọng. Ô lọng này được trang trí bằng hoa, gọi tên là hoa cái. Chữ hoa trong từ hoa Mỹ cũng đọc âm như chữ hoa trong từ khai hoa. Hiền có âm đọc là phiên thiết của hư ngôn, đó là xe êm, tức là xe có mui khum khum vậy. Dùng vật để trang điểm thêm cho đẹp thì gọi là sức, có bản chép là hiến sức. Hiến âm đọc là phiên thiết của hư yển, vải căng trên xe để che nắng, đó gọi là hiến. Xe bốn ngựa kéo cạnh tranh sức bằng lan can. Xe bốn ngựa kéo cạnh trang sức bằng lan can, trên cắm hoa cái, trương bạt trang sức đẹp đẽ để đem bố thí. Bốn bài tụng trên kia tụng về việc bố thí ngoại tài, thứ đến một tụng về thí nội ngoại tài, bản thân vân vân là nội, vợ con là ngoại. Thứ đến một bài chỉ tụng về thí nội tài, thí mà tâm vui, thí có năm tướng, trí tâm cùng tín tâm, tùy thời. Tự tay thí, hành thí như pháp, xả vật, đó là thí ngũ chủng thí, năm loại thí, ngay trong 7 nhiếp thụ, sự nghiệp thứ tư chẳng nên thí. Cũng có năm tướng,
Những thứ bất tịnh làm loạn chúng sinh, não hại chúng sinh, làm hại vật, làm hư hoại tịnh tâm đều chẳng nên đem bố thí, đó tức là tướng hành thí như pháp, như pháp thí, có nghĩa là bố thí đúng phép trong năm tướng. Thí có năm lợi: thân cận luôn được vui sướng, được tôn kính, danh tiếng tốt, còn làm nhân cho thời sau, đó gọi là thí thiện lợi. Trên đây đều giống như kinh Pháp Bồ Đề Tâm đã nói, ở trong thí này nên khởi bốn trí. Một, nếu có của mà tâm chẳng thích thí thì khởi giác ngộ trí. Hai, của ít thiếu tâm chẳng ưa thí thì khởi nhẫn khổ trí. Ba, của làm vừa lòng tâm chẳng ưa thích thì khởi chi đảo trí. Bốn, vì thích quả thế gian mà bố thí thì khởi bất kiên trí. Việc bố thí lấy không tham cùng ba nghiệp mà nó khởi lên làm tính, như đã nói trong Bồ Tát Địa Kinh Văn, Ngài Văn Thù Sư Lợi tới mà mặc y pháp phục tán rằng: đây là hai bài tụng về giới. Giới có ba loại: một, nhiếp luật nghi giới, tức là giới mà bảy chúng thụ; hai, nhiếp thiện pháp giới, tức là mọi thiện pháp mà ba thừa tu hành; ba, nhiêu ích hữu tình giới, là môn hạnh thuộc ba nghiệp làm lợi cho loài hữu tình. Kinh Thắng Ma nói: Ba La Đẻ Mộc Xoa Tỳ Ni, vì người xuất gia thụ giới cụ túc là đại thừa nên phải thuyết. Bồ Tát Địa nói: Luật nghi giới, tức là bỏ ngôi vị luân vương như vứt lá cỏ, xuất gia thụ cụ túc vân vân đều gọi là luật nghi giới. Cho nên giới nói đây tức là luật nghi giới. Luật nghi lấy giới làm gốc mới có hai thứ giới sau. Nếu phá luật nghi giới thì ba thứ giới đều bỏ. Cho nên bốn ba là gì đều là luật nghi giới. Ở đây nói rõ điều cơ bản là phải xuất gia mới có thể thụ cụ túc vân vân. Cho nên luật nghi giới là cơ bản nhất. Có bản chép là phi pháp phục chữ phi, âm đọc là phiên thiết của phô kỳ. Trong phương ngôn phi có nghĩa là tán, có nghĩa là mặc quần áo. Nay đúng ra phải nói là bị pháp phục, mặc pháp phục. Chữ bị âm đọc là phiên thiết của bì, nghĩa có nghĩa là ăn mặc. Người xuất gia khoan khoái như hư không, tại gia bị bức bách chật chội như tù ngục, cho nên thuyết về xuất gia. Chỉ giới có năm điều lợi: một, được mười phương Phật hộ niệm; hai, lúc xả mệnh được vui vẻ; ba, được người chỉ giới làm bạn thân; bốn, công đức viên mãn; năm, đời đời thường được giới thành bản tính. Trí Độ Luận nói giới là đức bình, cái bình Chúa Đức. Đó tức là điều lợi thứ tư ở đây tụng rằng: hộ niệm trung hoan hỷ, giới hữu công đức viên, sinh thường giới thành tính, gọi là giới ngũ trùng.